Dạ vâng, em Hòa xin kính chào quý anh chị, quý nhà đầu tư. Và hôm nay em Hòa tiếp tục đi săn cho quý anh chị chúng ta được một lô đất có tổng diện tích là 1 hectare 26 nha quý anh chị nhé. Có địa chỉ tại huyện Chư Bứ, tỉnh Gia Lai. Hiện tại trên đất đã trồng được 150 cây sầu riêng, 20 cây chôm chôm và 70 cây bơ và 20 cây vú sữa hoàng kim nha quý anh chị. Trên đất hiện tại có một căn nhà, có sân bê tông, có giếng tưới, có đường điện và nó ôm theo cái mặt đường đất cấp phối là lên đến 121m nha quý anh chị. Và từ vị trí sản phẩm lô đất này mà quý anh chị chúng ta di chuyển ra đến con đường quốc lộ 14A, tuyến xe chạy Bắc Nam, bán kính nó chỉ khoảng 2,5 km thôi quý anh chị nhé, là quý anh chị chúng ta di chuyển ra đến ủy ban, trường học cấp 1, cấp 2, trạm xá, khu trung tâm hành chính nha quý anh chị, cũng như là khu mua bán ăn uống. Và từ vị trí sản phẩm lô đất này mà quý anh chị chúng ta di chuyển ra đến huyện Chư Sê, bán kính là khoảng 10 km, và về đến trung tâm của thị trấn Nhân Hòa, huyện Chư Bứ cũng là khoảng 10 km quý anh chị. Và ra đến thành phố Pleiku rơi vào khoảng 50 km như quý anh chị nhé. Hiện tại lô đất của chúng ta thì đã có 150 cây sầu riêng, là cả to cả nhỏ. Cái loại cây to như thế này nó khoảng 100 cây, còn 50 cây thì được khoảng năm thứ 3 thôi quý anh chị nhé, năm 2 và năm 3. Còn những cái cây như thế này nó khoảng năm thứ 4 và năm thứ 5. Chỉ có đúng một cây cây to nhất này là cây sầu riêng hạt, là chỉ có một cây thôi quý anh chị nhé. Ngoài ra thì gia chủ đã trồng thêm chôm chôm này, vú sữa hoàng kim này quý anh chị này. Đó, mỗi loại là 20 cây và 70 cây bơ 034 ở ngay trên này. Đó, và trên này thì chúng ta sẽ có mặt đường và một căn nhà gia chủ đang định cư và sinh sống tại đây. Và em Hòa cũng xin công bố luôn cái mức giá bán mà gia chủ đang mong muốn nhé, là 1 tỷ 950 triệu cho toàn bộ sản phẩm lô đất này. Và bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta theo chân em, em sẽ quay chi tiết về cái cây trồng trên đất cho quý anh chị ở xa chúng ta có thể nắm bắt được cái tình hình của cái vườn này nhé. Như cây sầu riêng quý anh chị có thể thấy này, sầu riêng là sầu riêng Thái nhé, sầu riêng Thái quý anh chị. Đó. Cành tán thì cây này là độ khoảng năm thứ 4 nên cành nó hơi nhỏ quý anh chị. Hiện tại thì đường ống gia chủ đã được đã lắp hết rồi quý anh chị nhé, lắp hết đường ống bét tưới rồi. Khoảng 100 cây là như thế này nha quý anh chị. Chất đất là đất đỏ ba gian, đẹp như thế này quý anh chị nhé. Thế đất là vô cùng là bằng phẳng này quý chị này. Thế đất là bằng phẳng nhé. Gia chủ cũng không có biết nhiều kỹ thuật nên là để cái vườn nó bị, như em nhìn thấy là cái vườn sầu riêng này nó bị xuống cấp quý anh chị nhé. Hiện tại thì gia chủ cũng mới mua cái đê được khoảng 1 năm thôi. Người không có biết làm nha quý chị, không biết làm. Nên là cây sầu riêng thì càng ngày nó càng đi xuống nha quý anh chị. Đó. Thì có khoảng 100 cây thì nó tốt như thế này, còn khoảng 50 cây thì nó đang bị một số loại bệnh, đang bị suy quý anh chị nhé. Được cái vị trí của lô đất này thì cực kỳ là đẹp. Xung quanh đây là khu dân cư. Khu dân cư ở khá đông, tiện ích thì đầy đủ. Đặc biệt nhất là gần quốc lộ nha quý chị. Đường đi lối lại thì đường thông hết đường to quý chị nhé. Chất đất đẹp, địa thế bằng phẳng. Chỉ có cây trồng như thế này thì quý anh chị chúng ta mua về chúng ta phục hồi nhé. Đấy, như cái cây này là độ khoảng 3 năm tuổi này. Đấy, nhưng mà gia chủ không có kỹ thuật làm cành, làm tán nhé. Đó. Và một số cây thì nó còi còi, nó vàng vàng quý anh chị. Nó khoảng vài cây thôi. Và ranh giới của lô đất của chúng ta thì xung quanh là đã được rào hết rồi, ranh giới là rõ ràng quý chị nhé. Và lô đất của chúng ta cũng khá là vuông vắn đấy quý chị. Đấy, đây là cây vú sữa hoàng kim khoảng 20 cây. Và đây là bơ 034 nha quý chị. 034, đoạn trên này thì trồng xem với lại bơ là được 70 cây bơ 034. 034 được quý chị. Cái, theo như em thấy thì quý anh chị chúng ta mua về thì chúng ta nên cưa cái bơ này đi. Tại vì
nó bị cỡm hết sầu riêng rồi các chị này. Như đoạn này sầu riêng rất chi là to nhé, năm thứ năm. Sầu riêng thì trồng theo hàng theo lối đó, nhưng mà nó cớm cái bơ này thì quý anh chị không có nhìn thấy hàng này, và cũng có một cây nó bị suy rồi, nhìn nó không được đều nha quý anh chị. Ngoài ra thì có một số cây đây, bơ sáp này, bơ nước này. Anh chị chúng ta mua về thì chúng ta nên cắt bỏ đi nhé. Đấy, ngoài ra thì những cái cây này nhỏ nhỏ này thì chúng ta mua về chúng ta phục hồi lại nhé quý anh chị. Và nó sẽ có, đây có một cái cây này là nó bị sâu này chị, đấy, nó bị mất một cái thân trên rồi quý chị, nó chỉ còn cành thôi, nó chỉ có một cái cây như thế này đó. Đất thì rất là vuông bằng phẳng nhé quý anh chị, đất thì không thể chê được quý anh chị nhé, đất thì vuông vức bằng phẳng, đất đỏ, điện nước đầy đủ. Đấy, như cái cây này thì nó chưa có tàn này quý chị này. Em quay chi tiết thì quý chị ở xa chúng ta nắm bắt được cái tình hình chúng ta mua về, thì chúng ta cải tạo lại nhé quý chị. Đây chôm chôm này quý chị này, chôm chôm là bắt đầu thu bói nhé. Trên này của chúng ta thì sẽ có một căn nhà xây, nhà tắm vệ sinh đầy đủ, hai phòng ngủ, một phòng khách và bếp quý chị nhé. Và chúng ta sẽ có một khoảng sân bê tông của quý chị. Chúng ta sẽ có một cái giếng cho quý chị nhé, một cái giếng. Còn đây thì bên trong nhà quý chị, nhà tắm vệ sinh đầy đủ nhé. Đây là vệ sinh này, bếp này. Bên này sẽ có hai phòng ngủ quý chị. Nhà thì chưa được chát nha quý chị, mới xây phần thô thôi. Nhưng mà căn nhà này xây cũng khá là cao quý chị, nhà xây khá là cao nên là rất là mát quý chị nhé. Chân bê tông. Bên này cũng là vườn của chúng ta, một khuôn viên gọi như là một kiểu nhà vườn nha quý anh chị nhé, rất là đẹp, thoáng mát, địa thế bằng phẳng. Và đây sẽ là con đường của chúng ta đây quý anh chị này. Đấy, con đường này thì sẽ thông ra đến quốc lộ là 2,5 km thôi quý anh chị. Đường là hai ô tô có thể né nhau được quý anh chị nhé. Đây bán tải này, hai bán tải né nhau được quý anh chị nhé. Đó, và ôm theo cái mặt đường này là 121 m, là từ lô đất này mà ra đến đường nhựa khoảng 500 m quý anh chị nhé. Và ra đến tạp hóa rồi quán nước là đã có rồi, chỉ có 500 m. Nếu mà sầm uất nhất thì chỉ có ra đến quốc lộ 14 này. Hàng rào ranh giới là rõ ràng này quý anh chị này. Đó. Lưới B40 là xung quanh nha quý anh chị nhé. Điện rồi ở đây thì quý anh chị có thể lắp wifi được. Đó, và quý anh chị chúng ta quan tâm đến sản phẩm lô đất này thì hãy nhanh tay liên hệ cho em nhé. Em sẽ gửi đầy đủ thông tin để quý anh chị chúng ta cùng tham khảo và dẫn quý anh chị đến tận nơi xem thực tế mảnh vườn này và gặp trực tiếp gia chủ nhé. Và em cũng xin kết thúc video của mình tại đây. Cảm ơn quý anh chị chúng ta đã theo dõi video của em Hòa. Và hẹn gặp lại quý anh chị vào những video sản phẩm tiếp theo nhé.